cái e-learning ông để là thi cuối kỳ là chỉ có bài 1 đến bài 7. Tôi sẽ hỏi lại. Học hết là tới bài 9 luôn. Dài không? Ủa đâu, học hết là tới bài 11 luôn chứ. Mà dài không? Dài không? Hay là mỗi mỗi bài dài không? Hay là Chưa hết mà thấy bài 2 là hết 63 câu rồi. rồi hay. Được mà, trắc nghiệm mà. Trắc Trắc nghiệm hả? Trắc nghiệm hay được rồi. nghiệm. À, trắc nghiệm thì được rồi. Mày nhìn câu nào đi về câu đạo á. Bên tao thi là nhiều có trắc nghiệm nhiều tôi lần luôn. Tao xuống. Quốc phòng mà cậu. tao Quốc phòng trắc nghiệm không? tại lần sau thi với dự kỳ này. Mấy môn toán thì tao lần rồi. Ủa chưa học xong mà cho thi luôn rồi hả? Kỳ Mà chưa học xong mà cho thi luôn rồi hả? ủa chưa sao thi là sao 3 tháng 12 tao thi cuối kỳ á không thi giữa kỳ không mà lần sau thi giữa kỳ không mà thi xong học tiếp á chứ không có được ngồi chơi chán nhà thi xong học tiếp ồ lâu quá không qua cái cờ nhìn nó lạ vậy đánh mấy cờ xấu hoài nhìn nó lạ vậy. Còn có nay mai đó là mất tiêu rồi đâu còn được thấy đâu quên đi mát mày map của mày không làm gì được á yêu đến vậy thôi phát điên rồi làm sao giờ yêu đến vậy thôi phát điên rồi làm sao giờ cứ ôm anh đi ôm anh đi ôm ghê anh đợt 4 luôn đi hả ấm trong cơn mơ trong si cơn dông vậy mơ trong cơn mơ khi tay có khiến anh vô hiền lên ngỡ như em đàn bên chất phút đôi vai câu thơ ngọt ngào hôn em ở bên cứ ôm anh đi ôm anh đi nhìn ôm nó anh cao vậy chứ đi ôm anh họ phải chứ không cào được ai trong giấc mơ trong cơn mơ mơ giết chết yêu đến vậy thôi phát điên rồi làm sao giờ thiên nghe chơi long tộc à? Ô lâu mà thấy long tộc nghe tên long tộc nó lạ yêu đến vậy thôi phát điên rồi làm sao giờ
sốt le à, tiểu quỷ ác quỷ sốt le. Ok, nên là dịch giật không vô chung với thế giới nha. Cái gì? Con cây nen này nó không giật cho chung với thế giới. Là đi vòng vòng. Giật cho chung với thế giới là ngon rồi, ăn lẹ luôn. Lấy gì vậy ta? Không biết lấy gì cả. Gái xinh to vãi vãi tên vãi trẻ phép cho nó nhiều tiền. Trời ơi, VMT leo nữa chứ. Khó chịu vậy. Ôi trời ơi, hình tao toàn 1 sao không. Hình tao cũng 1 sao mà. Nhưng mày 5 con. Nhưng mà tao 1 sao. Nhưng mày 5 con, mày hơn tao rồi. Nhưng mà mày ăn tao. Ok. Khó hiểu vậy. Cái gì đây? Sao lại ăn mày ta? Long thấy hơi bất ngờ. Nói sao ba con chiến binh nó rác vậy? Ba chiến binh, ba vệ binh, cho chiêu cứ lệnh gì hết trơn á. Ơi. Mày đánh si dông nè. Do mà phải phải giết mới được tăng thêm chỉ số thiên ngáo để đọc thiên nga này đi sáng. Ủa đi sáng tới mấy giờ? Tập 3. Ôi giời, thằng này nó có con ven ven chiến rồi, nó không làm gì được rồi, khó rồi. Với con gia su nữa. Ok, thua sao đâu, thua ven chiến à. Vợ chồng chơi game. Trời ơi, con hoa chóc nó to. Vợ chồng chơi game. Kiếm luôn hả? Okay, hai cây mình xin cả hai nhá. Không kìa. Ôi giời, tìm bán sát thủ mà gặp ngay cái con mấy đứa đứng chùm 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 chùm. Hai dít không được chơi luôn.
giời. Ôi giời. Mày gặp con Ven khó chịu rồi. Con Ven ngờ bên chiến. Dữ vậy em sĩ quân đàn dữ vậy thiên thần để nó để đồ cho con keo nè khó chịu vậy đoàn. Ồ thần sứ rồi lâu mới nghe lại thần sứ pháo thủ rồi tao mới nghe ông thông báo là kiểm tra nữa rồi đó chuẩn bị cây cây đi cọt lại ờ cây đi cọt lại cái mù của tao không có là tao hiểu hết trơn khó xin nhá dễ gì bạn đánh cái gì á không biết cái gì á kệ nó đây trước thôi. Chờ bao giờ xù. Vợ chồng chơi game. Ôi gì đấy ai chốc chiến vậy chốc hồi máu nhiều chứ ạ mà tao có quỷ thư nhưng mà tao có quỷ thư à chốc hồi máu nhiều dữ vậy máu chậm lại coi. Có quỷ thư. Bóp thêm đồ luôn. Mà lên tiến đầu được không? Tôi mày chưa hai nữa hả khó vậy cái quỷ được chứ chiến mở đơn tay nó cũng có cái photo nữa
Vậy muốn tôi nó là bắn mạnh hơn đó ăn. Rồi luôn. Thì nó muốn tôi mày. Ghê vậy, không nói gì vậy, Soraka. Ghê vậy. Tóc này. Đâu má kiểm tra tự luận nữa. Cây đi cò thôi. Thầy đó hơi căng, cái đó hơi căng. Ồ. Ấy. Học 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 xong là học học xong là buổi trưa tới 3 giờ mấy mà ông mà xong rồi ông cho làm nguyên buổi chiều luôn tới 12 giờ đêm mà nào. Ngon. Chiến hả? Bây giờ nó hai cây cùng đao, một cùng đao sáng, một cùng đao thường chứ. Chiến. Chiến vãi. Rồi sao tôi ăn nó đây? Sáng. Má sáng. Trái lá. Vấn đề gì đâu lắm. Sitana nó lên 3 rồi. Khó quá. Nó đi rồi nè. Tao giết nó nè. Ok. Được, đã đồng chí à. Bắt đầu thua dần dần rồi đó. Lấy cái phép đi. Mẹ rôn hết tiền vãi cặp. Cuối cùng biết có cái mẹ gì. Rôn hết tiền luôn rồi.
ơi, ai ai cưỡi là ai? Người ấy là ai, 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 ai? Úi giời, con rắc. Vợ chồng chơi game. Chồng chơi game. Người ấy là ai, 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 ai? Đa 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 đa. Thì ra đã chuyển đồ thứ ai chóc sang con rắc chứ. Ờ kìa, con đi lý. Giết con đi lý đi. Ok kìa. Đi. Giết đi, đừng. 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 Đi. Vợ chồng chưa... Nó chưa chết. Nó chưa chết kìa. Cái đó. Mày mày thì đấy. Mày thì top 1, mày thì di sáng, mày thì cháy. Đi. Ừ, tao được di sáng luôn à. Đỉnh. Di sáng tụi tơ với chúng tôi. Ờ. Ừ, chiến kìa. Mystery. Còn đồ ra không? Hay là ra tiền đây? Tiền cũng được. Sẹn ha. Sẹn này đấy. Chiến binh nè. Trường à, tha tao đi Trường à. Tao mới là người nói câu đó mới đúng á. Tao đi Trường, tao có làm cái gì đâu. Tao mới là người còn nói câu đó mới đúng á. Tao, tao mày giết tao. Mày đừng có điêu. Tao mới dắt một mà, khó đánh lắm. Tao còn để dắt ngoài luôn, tao bán luôn cho mày mua luôn rồi. Mày cần không? Vong mà không gì vong, bỏ đi tượng này. Đấy. Chỉ chuyển xuống dưới thôi, ở trên đông người đứng quá. Chút. Xuống đây Trường à, tao đợi mày. Không có Raka nào luôn chứ. Raka 1 chứ. Khó đánh dữ vậy. Thiên thần. Không kêu, không đánh, không kêu. Thôi, nhắc 1.
rồi. Trời ơi, thua đúng con Raven. Hay. Itana với chúng tôi. Đúng Raven. Raven này giờ sống nó khỏe quá. Thì đánh với ai vậy? Đánh với lại thằng mẹ rồi. Thằng không đẻ không kẹo không đá không ke rồi. Không đá không ke thần sứ hả? Sứ hồi máu lắm không? Game này tao giờ tết được không ta? Được. Dữ á. Nãy giờ tao đánh ẩu mấy pha, khó giờ tao. Dịch sĩ giờ còn. Rồi hai cho gió. Oh shit. Này, tao lóc nhầm rồi. Mà không sao thắng mà. Đồ di sáng nữa hả? Con dắt đi vòng vòng luôn. Khó chịu vậy. Dắt đi vòng vòng đã được mấy pha chết. Khó. Ô đây mình cầm thêm pháo thủ nữa. Khó vậy. Khó chịu đó. Trời ơi, nó mấy cái rồi. Nó vừa quăng thêm đạn nữa. Đồ anh tao tăng vậy, đồ anh tăng yếu rồi. Giờ nét là không có đam mà thiếu yếu. C3. Giờ... Loại hình tao có loại hình tăng nè. Mày còn lao lên đánh nữa. Chiến vãi luôn. Cái này là thay ma đúng không? Cái cây nen cầm thay ma đúng không? Cái này là cái gì? Cái con action cầm cái gì vậy? Chịu. Tao tới lấy cái kỵ sĩ kìa mà thôi. Ủa cái con action cầm cái gì vậy? Action nó là cái gì vậy? Mà sao cái đội hình chúng mày nghiêng vậy, có một bên hết vậy? Cái của Axan là cái gì vậy? Ủa có Axan á hả? Có Axan là tà thần. Có Axan cầm cái cung mà. Nãy có Axan cầm cái cung. Ở cung hả? Cung hả? Đều nào bà hả ta? Khó rồi. Quá là difficult đi. Difficult. Còn dắt đi vòng luôn. Đánh đồn này dắt đi vòng khó chịu quá. Cái này ba. Mày thì gái xinh với chúng tôi, gái xinh ngực to với chúng tôi. Ok, chết rồi hả? Ok. Tao lại không có thằng Chitana 3 rồi. Tao đánh hiệp sĩ mà. Hiệp sĩ với thiết giáp nên là giáp nó nhiều. Hình kia thì hơi ngán. Pick up cho mày. Vẫn phải không cần chết à. Đây đúng ít tài từ đêm ra ngoài bác. Nên chính chó gì vô ta. Kêu trúng không? Rồi không trúng luôn. Rồi tao đánh sai nhà rồi. Ôi trời, nó có một Volibear. Ồ xì ba nhau. Volibear đừng có đánh rồi. Volibear không có đánh này. Ăn rồi kêu chúng chứ tao nào là ăn rồi. Đồn ta trời, con Kama nó quýnh rồi. Quýnh vậy khó đi. Chitana đi rồi. Trời ơi, quýnh con này nó khó dữ vậy bay. Đúng. Ơ trời. Xì bà. Lại thêm thằng nữa là vô top mà. Chó gì vậy? Tóc cửa ha. Mày cho tao cái cuồng cung làm gì? Cung đánh được mà. Cùng mày đánh cho biết Photon được mà. Nhưng mà tôi cầm gì cái này? Cho nó lan ra. Chứ giờ sao giờ? Vậy cơ. Tay được nhiều. Nó xài đau không? Nó xài đau chiêu không? Lan được nhiều cứ lan đi trời ơi. Không nên chính rồi. Tăng cơ. Chậu quá đá. Kiếp
con Galio á khó chịu nhỉ. Galio 1 chứ. Galio 2 thì có thể. Hết đồ rồi. Thì nha. Bây giờ đánh ẩu là chết, xếp ẩu là thua. Thì đi ra ngoài luôn chứ. Ừ. Con hai kéo được con Barot. Mày chờ keo hả mày? Chờ keo hả mày? Mày chờ keo hả mày? Thiên áo đi, thiên áo đi, chờ keo hả mày? Đi. Top 4. Hãy vô top rồi đấy. Mà kệ sao không ra một con nữa thôi là mớ. Cái gì vậy mày, cũng đang kiếm con Nautilus hả? Không, biết phải tôi. Vậy bán Nautilus đi. Bán cho tôi ra, bán cho tôi ra. Khổ thân thế, Nautilus hai thằng chơi chứ. Ồ mà nhiều đứa chơi Nautilus lắm. Ba đứa. Khó dữ. Dì sáng, dì sáng mà được. Dì sáng tao đánh lại nè. Ghen đi dùng. Garen chưa 2 với con Galio cũng chưa 2 luôn, đánh nó khó quá vậy. Kéo được rồi, kéo được, kéo được, kéo được, kéo được. Ok, ok. Đừng. Đừng. Gì vậy? Gì vậy? Sao thua vậy? Rồi chết luôn rồi. Tao tính là tao tính tao gặp mày á, hồi nãy tao chưa gặp mày á. Tao thua luôn á. Ê, tao tính nhà tao gặp mày á chứ. Vậy là chưa top 3 rồi, cũng được. Ê hồi nãy giờ tao gặp hai thằng trên rồi, tao chưa gặp mày, tao xếp để bài để gặp mày, tao gặp luôn thằng top 1. Hay quá. Thằng gái xinh này chưa gặp nè. Thằng gái xinh này chưa. Ôi shit ba. Ô. Mẹ. Rồi bài thua rồi. Bài tăng gì cuối trận nó đam không tao rồi, đam không tăng rồi, dĩ nhiên. Thế tao xếp cái lóc lên trên để tao lóc nhà mày. Mày lóc mày dập ngay cái thằng kia. Ôi trời ơi, nhìn con Kama nó chiến không? Mày cũng chắc là chiến hơn, chắc là chiến hơn, chắc là chiến hơn, chắc là chiến hơn. Cái thằng gái xinh đẹp mà. Cười đồ đi. Thôi hết đồ hồi máu chân dắt rồi. Tao lấy tạm cái kiếm súng này, kiếm súng hồi máu. Hết đồ hồi máu rồi. Úi giời ơi. Chắc là đầy đủ nhân tài từ Nam ra ngoài Bắc. Hơi sang chấn á. Này chơi sao ta. Trời ơi, Di Sáng nó còn quá trời đồ à. Nó có kêu rồi, nó có kêu rồi. Bài top 1 tôi bính lại, mà bài top 2 thì không. Này sao ta. Bị quá. Tội gắn lộn lóc chứ mấy ơi. Tuyển thua luôn, nhảm thì. Mày vương ba không cần chấp à. Đồ má nó lóc lọ, nó lóc tao rồi, chết rồi, chết rồi. Dắt không được chơi rồi, dắt không được chơi rồi. Mày được chơi không? Dắt phải được chơi chứ, đúng không? Không. Khó chịu thế nhờ. Dắt được quấn rồi. Dắt thua rồi. Tao quấn. Mày quấn. Ôi giời ơi, tao... Ôi, top 3 luôn hả, cay vậy? Nếu hiểu thua à. Cay. Cái bài tao không thua.